Chào các bạn. Video tuần này mình chia sẻ cách để bạn có thể mở lại những cái tập tin bạn đã lưu bằng một trong những cái ứng dụng của bộ Microsoft Office, tức là cái bộ ứng dụng văn phòng. Ví dụ như là Microsoft Word, Microsoft Excel hay là Microsoft PowerPoint là một trong ba cái ứng dụng phổ biến của bộ ứng dụng văn phòng. Nếu bạn đang gặp phải vấn đề lưu tập tin rồi sau đó không nhớ mình lưu ở đâu và tìm không ra nó, mời bạn cùng làm theo mình. Thao tác thì nó giống nhau trên các ứng dụng, nhưng mà mình sẽ thực hiện trên Microsoft Office Word cho nó quen thuộc với các bạn ha. Mình đang dùng Windows 11 với JAWS 2023 và Office 365. Cái việc đầu tiên á, bạn phải xác định được chắc chắn là bạn lưu tập tin đó thành công. Cách lưu tập tin thì mình đã có hướng dẫn trong một video trước đây, bạn có thể tìm lại trên kênh YouTube Đặng Mạnh Cường. Một cái mẹo giúp bạn xác định là mình đã lưu tập tin thành công hay chưa. Thứ nhất, sau khi lưu xong, bấm Insert T. Nếu nghe đọc tên tập tin cộng với chữ Word ở phía sau thì có nghĩa là bạn đã lưu thành công. Ví dụ như vậy. Title is Sao Mai Braille User Guide 0622. Docs Word Print View. Đây là tập tin Sao Mai Braille User Guide 0622 của mình. Và dĩ nhiên là mình đã lưu rồi. Khi mình bấm Insert T thì JAWS đọc tên tập tin. Điều đó có nghĩa là mình đã lưu thành công. Một cái mẹo nữa là mình thoát Word ra. Bấm Internet F4 hoặc là bấm Ctrl F4 để đóng tài liệu nhưng không thoát Word. Close document window. No open document. Mình mới vừa bấm Ctrl F4 và chương trình đóng luôn mà không hỏi gì hết. Có nghĩa là các cái thay đổi nội dung trong tập tin đó đã được lưu rồi. Còn nếu nó có hỏi thì có nghĩa là bạn đã thay đổi cái gì đó trong nội dung. Ví dụ như mình thay đổi nội dung của tập tin Sao Mai Braille 0622 này. Bây giờ bấm Ctrl F4. Microsoft Word wants to save your changes to Sao Mai Braille User Guide 0622. Docs. If you click on save, a recent copy of this file will be temporarily available. Save button Alt plus S. Thì một hộp thoại sẽ xuất hiện với các lựa chọn save. Save button Alt plus S. Là lưu lại. Phím tắt là Internet S. Don't save button Alt plus N. Don't save là không lưu. Phím tắt là Internet N. Bạn nên để ý cái này và đưa ra lựa chọn thích hợp để đảm bảo là mình đã lưu. Trường hợp này thì mình chỉ thay đổi nội dung để ví dụ cho các bạn nên mình không lưu. Bấm Internet N thoát luôn. Word. No open document. Bây giờ mình sẽ đi tìm những cái tập tin mình đã lưu và xem như là mình đã quên cái đường dẫn của nó. Đầu tiên, mình sẽ bấm Internet F. Menu Home. Alt followed by F8, leaving menus. Sau đó mũi tên xuống. New. Open. Đến Open và bấm Tab. Recent tab, alt followed by F4. Recent documents, search edit. Documents tab, 1 of 2, alt followed by F4. Pin files you want to easily find later. Click the pin icon that appears when you hover over a file. List box today, Sao Mai Braille User Guide 0622. Docs grid, 1 of 2, alt followed by F4. Tab đến khi nào bạn nghe JAWS đọc là list box, hoặc bạn nghe JAWS đọc là pin file. Cái chỗ này họ đọc những cái hướng dẫn hơi dài. Tiếp theo, bạn sẽ bấm mũi tên lên xuống để tìm những tập tin đã lưu. Thường thì cái gì lưu gần nhất nó sẽ nằm ở trên cùng, hoặc là mở gần nhất nó sẽ nằm ở trên cùng. Microsoft Excel with NVDA NV Access, Docs. Older, GTDTTM105, Excel, Docs. GTD, Today, Sao Mai Braille User Guide 0622, Docs. Tập tin Sao Mai Braille 0622 này là tập tin mình mới vừa mở ra để minh họa, cho nên nó nằm ở đầu danh sách luôn này các bạn. Thì trong trường hợp bạn muốn mở ra để đọc hay là để chỉnh sửa gì đó thì cứ bấm Enter là mở thôi. Còn trường hợp bạn muốn biết mình lưu ở đâu thì sẽ bấm Application. Open O. Bấm Application hoặc là nhấp chuột phải lên tên của tập tin ha. Mũi tên xuống. Open file locate share S. Open a copy N. Delete file D. Copy path to clipboard C. Mình sẽ chọn vào cái copy path to clipboard, tức là mình di chuyển đến cái tùy chọn tên là copy path to clipboard. Copy path to clipboard. Bấm Enter. Leaving menus, pin files you want to easily find later. Thao tác này sẽ sao chép cái đường dẫn đến tập tin đó, tức là cái nơi mà bạn đã lưu tập tin đó trên ổ cứng của mình. Mình có thể đóng cái hộp thoại này lại rồi mình tạo một cái tài liệu mới, mình dán cái đường dẫn đó vô để mình xem. Hoặc là với JAWS thì bạn bấm Insert khoảng trắng, sau đó bấm chữ C. Press escape to close the clipboard text viewer. DSAO by SMB user guide SAO by clipboard.
Một cửa sổ sẽ hiện ra và cho bạn đọc những cái gì mà nó đã sao chép trong bộ nhớ tạm, tức là clipboard đó. Thì mình bấm mũi tên lên xuống trái phải mình đọc thôi. Cái này là trên máy mình cho nên nghe qua một cái là biết ngay. Nó nằm trong ổ D, thư mục sao mai, thư mục SMB User Guide. Rồi cái tên của nó là sao mai Braille 0622 như hồi nãy mình nói với các bạn đó. Có thể bấm home về đầu dòng để dò từ từ nè. Colon D colon backslash D colon backslash S A O space M A I back S M B space. Đó, nó là như vậy đó. Sau khi xem xong thì mình bấm escape, thoát cái cửa sổ này ra thôi. Land, Word, pin files you want to easily find. Với NVDA á, thì các bạn bấm NVDA C cũng có thể nghe được, nhưng mà sợ là nó đọc qua một lượt như vậy các bạn không nhớ nổi. JAWS thì có thể bấm Windows JAWS key với chữ X để nghe lại cái nội dung đã được chép trong bộ nhớ tạm. Mình mới vừa bấm Windows JAWS key với lại X đó các bạn. Mẹo này sẽ là cứu cánh cho bạn trong trường hợp lỡ quên, không nhớ mình lưu tài liệu ở đâu, hoặc là vì lý do nào đó đã lưu thành công nhưng mà không kiểm soát được là mình lưu ở đâu. Tuy nhiên, bản thân mỗi người phải tập luyện thao tác bàn phím chính xác thì bạn mới kiểm soát được mình làm cái gì. Như vậy thì mới tránh được những cái trường hợp đáng tiếc, giống như cái tình huống lưu rồi không biết mình lưu ở đâu. Nếu bạn thấy video hay, hữu ích, xin cho mình một lượt thích và chia sẻ cho nhiều người cùng tham khảo. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để sớm cập nhật những video mới nhất của kênh. Các video về thủ thuật công nghệ sẽ được đăng vào 20 giờ thứ tư hàng tuần. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video sau.